mất rồi. Làm sao khi giờ đây anh phải nói alo 1 2. Đại bàng gọi chiếc cua nghe rõ, gật cù trả lời nha, trả lời nha. Are you okay? Em có đồng ý không nào? Là người yêu anh nhé, sẽ chẳng sao. Anh sẽ đi cùng em trên những chặng đường quen, không bao giờ lùi bước trước khó khăn cuộc đời. Em hãy cứ vui cười và yêu anh rồi thì hãy tin, chẳng ai tốt bằng anh, người như anh đâu sẽ tìm. Yêu anh trọn đời nha, yêu anh phải thả ga, xây lâu đài tình ai rồi sẽ chung một nhà. Anh xin phép ba mẹ đôi bên trở thành thông gia, rồi 9 tháng 10 ngày qua sau đám cưới của chúng ta, anh sẽ được làm cha. Khi thời gian vẫn